các bạn, mình là Nutboy. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn công cụ Frida iOS Hook. Công cụ được xây dựng để sử dụng với Frida thuận tiện hơn và được bổ sung thêm các chức năng khác để hỗ trợ các bạn khi tân tích cho ứng dụng iOS. Công cụ được mình phát triển và được public source code trên kho lưu trữ GitHub. Bạn có thể tải phiên bản release mới nhất của công cụ hoặc phiên bản develop với các tính năng đang phát triển. Sau khi tải xong, bạn sẽ đi vào thư mục Frida iOS Hook. Set quyền thực thi cho iOS Hook bằng câu lệnh. Để xem hướng dẫn cũng như các option của công cụ bằng câu lệnh. Bạn sử dụng option P cho identifier của ứng dụng hoặc N cho tên của ứng dụng. Ví dụ với App Store sẽ có identifier là com Apple App Store và tên ứng dụng sẽ là App Store. Sau đây mình sẽ demo một số chức năng của Frida iOS Hook. Chức năng này dùng để list danh sách các thiết bị di động đang được kết nối với máy của mình. Chức năng này dùng để list danh sách các ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị, cung cấp cho bạn thông tin identifier và tên của ứng dụng sử dụng cho option P hoặc N. Chức năng này dùng để list thông tin chi tiết các ứng dụng được cài thông qua App Store. Sau khi chạy câu lệnh, bạn truyền vào option list để hiển thị các thông tin. Chức năng này dùng để list danh sách các script được mình tổng hợp từ nhiều nguồn trên GitHub. Script có thể chạy được ở dạng source hoặc attack. Bạn sử dụng option P khi chạy script ở dạng source và N khi chạy script ở dạng attack. Trong quá trình sử dụng, bạn cần tối ưu hóa script để có thể chạy tốt nhất với ứng dụng bạn cần tân tích. Mình cũng đã tích hợp thêm option lock card để hiển thị lock trên thiết bị, giúp các bạn tân tích nhanh hơn. Tính năng truy cập SSH vào thiết bị cũng được mình tích hợp. Công cụ sẽ connect SSH thông qua port 2222. Bạn cần chạy eProxy để netport trước, sau đó mới chạy câu lệnh để SSH. Hiện tại câu lệnh đang còn gặp một số lỗi, mong các bạn bỏ qua. Trong video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các chức năng Dummy Grip IPA, Dumb Memory của ứng dụng và Hexby Scan IPA. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe Nutboy để xem các video mới nhé.